Sáng ngày 9 tháng 6, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội cho biết, trên địa bàn xã vừa phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga khoảng 3 ngày nay dưới cái nóng trên 40 độ C. May mắn là cháu bé vẫn còn sống. Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 8 tháng 6, người dân xã Thanh Mỹ đã phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga bỏ hoang còn nguyên dây rốn. Thời điểm phát hiện, cháu bé không có đồ đạc gì bên người và cũng không được mặc quần áo. Đau lòng hơn, cháu bé còn bị kiến, dòi bu đầy mắt, mũi, miệng, tai và cuốn rốn. Sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã thông báo đến chính quyền địa phương, cho bé ngay lập tức được công an xã Thanh Mỹ cùng trạm y tế xã cấp cứu sơ qua, rồi chuyển đến bệnh viện đa khoa Sơn Tây. Do còn cơ hội cứu chữa đôi mắt của cháu bé, nên các bác sĩ đã chuyển xuống bệnh viện đa khoa Sanh Pôn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Những ngày này, người dân tại thành phố Hà Nội đang đối mặt với cái nóng gay gắt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nền nhiệt tại Hà Nội trong những ngày này dao động từ 36 đến 38 độ. Tuy nhiên, trên thực tế, do hiệu ứng của nhà kính nên nhiệt độ trên các bề mặt đường và khi tham gia giao thông có thể lên tới trên 50 độ C. Chính vì vậy, việc cho bé sống sót sau 3 ngày bị bỏ rơi ngoài trời là điều kỳ diệu.